ក្រុមប្រឹក្សាជាតិសមាគមសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅកម្ពុជាបាទអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាការនិងបុគ្គលវិធីការជូនទៅសិរិញ្ញាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្រួលនៃដល់ចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Dans la demi-heure qui vient, Monsieur le témoin, je vais vous poser encore quelques questions concernant la structure de votre commune, les mariages révolutionnaires, le traitement des bouddhistes et les personnes venant du Cambodge. Mais avant cela, je voudrais en terminer avec les conditions de vie de travail dans les différentes unités de la commune de Samrong et vous lire un extrait de votre procès-verbal d'audition E3-55-15 à la réponse 13. Vous avez dit ceci. Quant au chef de l'unité 3, je n'ai retenu que le nom de l'un d'entre eux, Nor. Nyor, N-H-O-R, décédé. À la réponse 14, vous avez dit, on a désigné des personnes de l'unité 1 ou de l'unité 2 pour diriger les habitants de l'unité 3. J'ai appris que Ta Nyor, N-H-O-R, avait été nommé pour diriger l'unité 3 parce qu'il était sévère dans le travail. Fin de citation. Comment avez-vous appris que Ta Nyor avait été désigné chef de la coopérative où travaillait le 17 avril, précisément parce qu'il était sévère dans le travail? Qui vous l'a dit? C'était peut-être évident à l'époque, mais est-ce que vous avez appris pourquoi il n'y avait pas de chef de coopérative qui appartenait au peuple du 17 avril? Très bien. Dans votre procès-verbal d'audition, à la réponse 23, vous avez dit ceci. Dans l'unité des enfants, donc dans l'unité 1, il n'y a pas eu d'arrestation. Mais certains enfants commettaient des vols. Ils volaient du riz, du sel, des noix de coco, du jus de palmier à sucre. Mais on tolérait ces faits parce que c'était des enfants, des habitants de la base. Fin de citation. Avez-vous jamais appris ce qui arrivait aux enfants du 17 avril s'ils volaient de la nourriture? Comment avez-vous appris cela? Qui vous l'a dit?
Très bien. Concernant la structure de votre commune et de votre coopérative et des échelons supérieurs, vous avez cité certains noms de chefs de coopérative et à la réponse 13, voilà ce que vous avez dit, que je l'ai cité. C'est donc toujours le document E3-5515. Vous avez dit les chefs de ces trois unités ont été nommés et recevaient leurs ordres du chef de la commune qui s'appelait Takhem, K-H-E-M. Quant au chef de la commune, il recevait ses ordres du chef du district nommé Tachim, décédé. Je n'ai pas souvenir du nom du chef de la région, mais le chef de la zone s'appelait Tamok. Le district de Tramkak est devenu le district 105, situé dans la région 13. Fin de citation. Pourriez-vous nous dire si Takhem est resté chef de la commune jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens? À l'époque, entre 1975 et 1979, est-ce que vous savez si Takhem faisait des rapports à l'échelon supérieur? Et si oui, comment ces rapports étaient transmis à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au niveau du district? Comment est-ce que vous saviez que cette communication fonctionnait de la sorte? Est-ce que vous connaissiez ces messagers? Est-ce que vous jouiez éventuellement un rôle dans cette communication? Vous avez mentionné comme chef de district un dénommé Tachim. Est-ce que vous avez connu un ou plusieurs chefs de district à Tramkak, district 105, entre 1975 et 1979, ou bien vous ne connaissez qu'en fait que Tachim? Si vous lui avez posé la question, est-ce que cela veut dire que Tachim venait visiter votre unité ou votre coopérative durant la période où il était chef de district? Est-ce qu'il est arrivé que Tachim soit accompagné de Tamok lors de sa visite, ou bien soit accompagné d'autres personnes, comme le chef de la région 13, ou éventuellement des étrangers? Bah,
Donc vous confirmez que vous n'avez jamais vu Tamok, par exemple, venir dans votre unité ou dans votre commune? Très bien, je vais maintenant passer à des questions concernant les mariages révolutionnaires. Et pour aller plus vite, je vais vous lire ce que vous avez dit. Au juge d'instruction, je vous poserai des questions à propos des détails de ce que vous avez dit. Donc, le document E3/5515, c'est la réponse. La question est la réponse 32. Question. Durant le régime de Pol Pot, est-ce qu'il y a eu des mariages ou pas? Et voilà ce que vous avez répondu à la réponse 32. J'ai pu assister à des mariages à Angponaré. J'ai vu le mariage de 20 couples. Certains couples se connaissaient à l'avance, mais d'autres ne se connaissaient pas. Après le mariage, des agents secrets se sont cachés pour écouter les jeunes mariés près de leur maison durant la nuit afin de savoir si les jeunes couples s'entendaient ou non. À cette époque-là, aucun couple n'a osé se mettre dans une situation de mésentente parce que les gens avaient peur de mourir. Si un couple ne s'entendait pas, et si les agents secrets rapportaient ce fait à la hiérarchie, le lendemain matin, le jeune couple était convoqué pour être rééduqué. Le couple était menacé d'être envoyé à un endroit quelconque, comme au centre de Krang Tat Chan, par exemple. À ce moment-là, on n'utilisait pas le mot « mariage », on parlait d'expression de détermination. Si deux personnes s'aimaient, qu'elles soient veuves, jeunes hommes, jeunes filles, âgées ou jeunes, si elles étaient satisfaites, elles pouvaient faire une proposition à la hiérarchie. À cet instant-là, le chef de l'unité faisait la demande à la personne proposée. Si elle était satisfaite, on la mariait. Le mariage était très souvent organisé le soir avec la participation du chef de commune, des chefs de coopérative et des responsables des unités. Fin de citation. Tout d'abord, vous avez dit dans ce passage que vous avez pu assister à des mariages à Angponaré. Et vous nous avez dit aussi que c'était à Angponaré que se trouvait la coopérative de l'unité 1. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez assisté à des mariages qu'au sein de l'unité 1? D'accord, mais ce mariage, est-ce que vous confirmez qu'il s'agissait bien d'un mariage au sein de l'unité 1 et qui n'impliquait pas du tout les gens de l'unité 2 et de l'unité 3, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que les gens de l'unité 1 étaient parfois mariés à des gens de l'unité 2 ou de l'unité 3?
Vous avez dit que le mariage était très souvent organisé le soir. Lorsque vous utilisez le terme « très souvent », ça voudrait dire qu'il y avait plusieurs mariages. Combien de fois avez-vous assisté à des mariages? Vous avez parlé de la participation du chef de commune, des chefs de coopérative, des responsables des unités. Et pour ces deux mariages de cérémonie auxquels vous avez assisté, est-ce que c'était chaque fois le chef de commune, Takem, qui organisait et qui présidait ces cérémonies? បាទមិនខំតាខែមគេជើញមកដែរលោកធានមកឲ្យខាងគណៈកងជួយរៀបចំឬគូគូនឹងឲ្យចូលម្ដងគូម្ដងគូអញ្ចឹងបញ្ញាឲ្យចុះចេញហ្នឹងទៅផ្ទះសាប់ខ្លួនណាលោកធានបាទ Lors de ces cérémonies d'expression, de détermination de tous ces couples, est-ce que Takem prenait la parole et que disait-il aux personnes qui allaient se marier, que ces personnes se connaissent ou ne se connaissent pas à l'avance? បញ្ញានេះມັນអាចលែងគ្នាបានអីចេះចោះចឹងគាត់ណែនាំចឹងដែរលោកធានបាទគាត់ថាពីបីម៉ែត្រហ្នឹងឲ្យមេកងជួយបញ្ញាហៅពីអ្នកហ្នឹងឡើងមកម្ដងគូម្ដងគូចឹងអស់20គូចឹងចាប់បាទទៅផ្ទះសាប់ខ្លួនលោកធានបាទ Est-ce que Takem a parlé d'instructions venant de l'échelon supérieur par rapport à ses mariages lors des mots qu'il a adressés aux futurs époux? ងាយហ្នឹងឯងងាយស្អែកទៅទៅតាមកងសាប់ខ្លួនវិញបាទថ្ងៃ10ត្រូវមកជួបគ្នាវិញទៀតដល់10ថ្ងៃទៅមុខទៀតបាទចឹងក៏និយាយតែប៉ុណ្្នឹង Vous avez dit que certains se connaissaient à l'avance, d'autres ne se connaissaient pas. Comment cela se passait-il lors de la cérémonie concrètement pour les gens qui ne se connaissaient pas? Est-ce qu'on leur disait est-ce qu'on lisait leur nom? Est-ce qu'on leur donnait des numéros? Comment est-ce qu'on faisait pour savoir qui devait marier qui? បាទគេប្រាប់ឈ្មោះដែរថាលោកធានប្រាប់ថានាងនេះត្រូវគូជាមួយបារះនេះចឹងទៅបាទអត់ស្គាល់នេះគេណែនាំឲ្យស្គាល់ដែរបាទ Est-ce que
les gens qui ne se connaissaient pas, à qui on avait dit qu'ils devaient se marier, avaient le choix de dire qu'ils ne souhaitaient pas se marier avec cette personne. Vous avez dit qu'après le mariage, des agents secrets se cachaient pour écouter les jeunes mariés près de leur maison durant la nuit, afin de savoir si les jeunes couples s'entendaient ou non. Comment avez-vous su que ces agents secrets, je pense que ce sont des schlops, se cachaient la nuit pour écouter les jeunes mariés? Quel âge avaient les miliciens ou les schlops de votre coopérative ou de votre commune? Est-ce que c'était des jeunes garçons? Vous avez dit que c'était pour savoir si les jeunes couples s'entendaient ou non que les schlops devaient écouter pendant la nuit. Qu'entendez-vous par savoir si les jeunes couples s'entendaient ou non? Est-ce que vous voulez dire que ce qui importait, c'était que ces couples consomment le mariage? Ou bien s'agit-il d'autre chose? បាទគឺចង់ដឹងរឿងរួមចំណែកនឹងលោកធានបាទបាទអត់ចោះម្រងគ្នាចឹងទៅឯងឡើងគេហៅមកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកណែនាំប្រាប់ចេះប្រាប់ចោះទៅដល់នេះមានហ៊ានដែរលោកធានចោះម្រងគ្នាវិញអត់អីបាទបើសិនតែយើងមិនចោះហ្នឹងគេណែនាំហើយយើងចោះហើយអត់អីមានណែនាំអីបែកគ្នាទៅធ្វើការងារតាមការងារខ្លួនវិញបាទ Vous avez dit que pour ceux qui ne s'entendaient pas, cela veut dire qu'ils ne consommaient donc pas le mariage, ils étaient ensuite convoqués pour être rééduqués, que le couple était menacé d'être envoyé à un endroit quelconque, comme au centre de Krangtachan. Et vous nous avez dit tout à l'heure, par ailleurs, que des gens avaient refusé d'être mariés à certaines personnes et que rien ne s'était passé. Il me semble qu'il y a une contradiction, puisque d'un côté, des couples ne tenaient pas à consommer le mariage, ce que vous avez dit, et ils étaient envoyés à rééducation et menacés d'être envoyés à Krangtachan, et d'autre part, vous nous avez dit que des gens avaient refusé d'être mariés et que rien ne leur était arrivé. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails sur ces gens qui ont refusé d'être mariés à certaines personnes?
D'accord, mais cela n'explique pas le fait que certains couples ne s'entendaient pas, qu'ils étaient menacés. Si vraiment tous ces couples étaient consentants et s'aimaient, logiquement, ils devraient s'entendre. Pourquoi, selon ce que vous avez appris, pourquoi certains couples ne s'entendaient pas? បើការហើយមានន័យថាស្រឡាញ់គ្នាហើយអញ្ចឹងមិនក៏មានមិនក៏បានពីជពួកគេហ្នឹងមិនចោះសំរងនឹងគ្នាអញ្ចឹងលោកមេធាវីកុងតំមន់បាទសូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំបាទសូមជំទាស់នឹងសំណួររបស់តំណាងសហប្រជាជាតិអន្តរជាតិក៏ពិតទៅសាកសួរបានឆ្លើយច្បាស់ហើយទៅលើសំណួររបស់តំណាងសហប្រជាជាតិតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្ត របស់អ្នកណាម្នាក់ថាមិនទទួលយកបុគ្គលណាម្នាក់ជាភរិយាឬស្វាមីក្នុងរបបនោះក៏ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់សាក់សីប្រហែលជាមិនត្រូវចិត្តនឹងតំណាងសាក់ព្រះញ្ញាហើយលោកព្យាយាមបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបថាវាសមឬក៏វាមិនសមទៅនឹងចម្លើយរបស់សាក់សីការធ្វើបែបនេះវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវទទួលយកបាន Monsieur le Président, si je peux répondre, j'essaie de résoudre une contradiction qui paraît assez importante ici, puisqu'à la fois le témoin nous dit des gens ne se connaissaient pas avant de se marier, donc je pense qu'on peut en déduire que des gens qui ne se connaissent pas ne peuvent pas s'aimer en tant que tel. D'autre part, il a également dit qu'aucun couple n'avait osé se mettre dans une situation de mésentente, c'est-à-dire de non-consommation de mariage, parce que les gens avaient peur de mourir, et que si un couple ne s'entendait pas, le couple pouvait être menacé d'être envoyé au centre de Krankachan. D'autre part, il nous dit que les gens ont refusé certains partenaires et ont attendu le partenaire suivant. J'essaie simplement de résoudre cette contradiction apparente entre les propos du témoin. ក៏បីយើងជៀសវាងនៅការបកស្រាយរបស់លោកវាអាចឈានដល់ការណែនាំសាក់សីឲ្យឆ្លើយតាមបំណងរបស់លោកលោកអាចរៀបចំសំណួរសាធិថ្មីហើយសំណួរគឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានជៀសវាងធ្វើការវាយសរុបវិភាគលើបញ្ហានេះហើយធ្វើការមានន័យថាធ្វើការសន្និដ្ឋានលើ អ្វី ដែលសាក់សីឆ្លើយរួចនោះគឺជាកំហុសនៃបច្ចេកទេសក្នុងការសួរដេញដោលហើយ Monsieur le témoin, vous avez dit qu'aucun couple n'a osé se mettre dans une situation de mésentente parce que les gens avaient peur de mourir. Pourquoi est-ce que les gens avaient-ils peur de mourir s'ils ne consommaient pas le mariage? Est-ce que vous avez pu parler à des jeunes mariés dans cette situation ou avez-vous appris des informations sur ce sujet? ពីផាបញ្ហាហ្នឹងឬក៏លោកធ្លាប់លឺអ្នកណានិយាយថាបើគូណាមិនចោះសំរងគ្នាហ្នឹងគឺអាចស្លាប់នោះបាទលោកប្រធានខ្ញុំដែលលឺគេណែនាំចឹងដែរប៉ុន្តែរឿងថាមិនចោះសំរងមិនហ៊ានទេព្រោះថាដែលឆ្លប់គេទៅយាមឯងខ្លាចក្រែងលោកប្រធានបាទខ្លាចក្រែងមិនចោះទេថា ខ្ញុំអីបានកាន់ថាគេយាមទៅខ្លាចក្រែងមិនចោះម្ដងនេះនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងទៅគេលបមើលអញ្ចឹងលោកធានបាទ
je vais passer à un sujet suivant concernant les bouddhistes. Avant l'arrivée des Khmers Rouges, est-ce qu'il y avait beaucoup de pagodes et de monastères dans la commune de Samrong? Entre le 17 avril 1975 et janvier 1979, à quoi ces pagodes et monastères ont-ils été affectés par les Khmer Rouges? Qu'est-il arrivé au statut du Bouddha à cette époque et qui était responsable de ce qui leur était arrivé? Comment la population de base, donc le peuple de base, a-t-elle ressenti cette attaque des Khmers Rouges communistes contre les moines et les pagodes, les symboles religieux bouddhistes? Mr. President, I object to this question. À d'autres choses que ce pourquoi elles étaient normalement utilisées auparavant. Vous avez dit dans votre que dans votre commune, à la réponse 3 et 35, vous avez dit que dans votre commune, à part les gens de la base et les 17 avril, il n'y avait pas de minorité ethnique comme des Vietnamiens ou des Cham. Est-ce qu'à un moment donné, entre avril 75 et fin 1978, vous avez pu voir ou entendre que des Khmers originaires du Kampuchea Krom, parlant avec un accent caractéristique, sont arrivés dans le district de Tram Kak, et en particulier dans la commune de Samrong?
Ok, en même temps, est-ce que vous saviez exactement, vous avez dit que vous étiez assez loin des unités 2 et 3, est-ce que vous êtes absolument certain que l'unité 3 ne comportait que les évacués de Phnom Penh et de Takeo, ou bien vous n'en êtes pas tout à fait certain? ពីតកែវតែម្ដងអត់មានអ្នកណាផ្សេងនៅលីឡំទេឬក៏លោកមិនដឹងទេបាទតាមខ្ញុំដឹងថាអត់មានអ្នកលីឯងលោកធានមានតែកងបីនឹងមកពីទៅពីភ្នំពេញទៅហើយមានគណៈកងគឺមានតែម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្រីខ្ញុំអត់បានចាំលោកធានចាំតែប្រុសម្នាក់បាទ Très bien. Vu le temps, Monsieur le Président, je vais conclure ici mon interrogatoire. Je remercie le témoin pour ses réponses à mes questions. Merci. បាទជាតំបងខ្ញុំសូមគោរពអង្គជំនុំរះទាំងមូលហើយសូមគោរពដល់អ្នកទេសនានៅទីនេះនិងអ្នកដែលបានទេសនាតាមបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាខ្ញុំបាទឡាវជុនធីដែលជាមេធាវីនៅក្នុងអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាហើយក៏ជាមេធាវីឲ្យតំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែរនៅពេលនេះខ្ញុំ សូមជំរាបសួរទៅលោកពូយ៉ាវដែលលោកពូមកផ្ដល់សកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះអំពីបរិបទខាងក្រមកក់ហើយនិងក្រាំងតាច័ន្ទបាទសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ឯកសាររបស់លោកពូគឺឯកសារ A3 លឺ55 15បាទសំណួរទី1នោះគឺថាតើលោកពូដឹងថាតាមរយៈនរណាថាលោកតាមានលោកតាណូនឬលោកតាជាមកពីហាណូយ តើគាត់មកពីហាណូយហើយដឹងតាមរយៈណាណាបាទបាទខ្ញុំអាចបានដឹងថាលោកតាជានេះគាត់មកពីហាណូយហើយនៅលោកតាណូនហ្នឹងគាត់មកពីហាណូយដោយសារតែគណៈកងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំគាត់និយាយបាទខ្ញុំអាចបានដឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាតាហ្នឹងគាត់នៅហាណូយគាត់ចេញពី តែតើតើនៅហាណូយតាំងពីឆ្នាំប្រហែលផ្លេចបាទហើយលោកធានបាទហិចគាត់ទាំងពីរអ្នកនៅស្រុកយើងនឹងជាមួយគ្នាឬមួយយ៉ាងណាបាទតែតាណូនក៏នៅខាង ភូមិចានទៀបភូមិសំរោងដែរវាដើមអញ្ជើញគាត់ចឹកជ្រុងបាទហើយលោកតាជានឹងខ្ញុំបានដឹងផ្ទះគាត់នៅណាដែរបាទលោកធានចាប់ប្រខើញគាត់នឹងគេថាគាត់មកពីហាណូយតែម្ដងបាទបាទអរគុណចុះខ្ញុំមើលនៅក្នុងចម្លើយហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះលោកតា ឈ្មោះតាជាថាតាជានឹងគាត់បានចាប់បងស្រីចដូនមួយរបស់លោកលោកពូនឹងពីអង្គតសោមមកពីអង្គតសោមមកនឹងហើយវាយលើគាត់អីចឹងហើយតើបងស្រីចដូនមួយនឹងគាត់នៅអង្គតសោមគាត់ធ្វើអីវាមានបញ្ហាអីដែលវាខុសនឹងបានជា គេចាប់មកទីនេះបាទ
បាទអរគុណបាទខ្ញុំនឹងឈានចូលទៅចំណុចមួយទៀតថាអំពីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងភូមិនីមួយៗដែលពូថានឹងក្នុងភូមិហ្នឹងគេចែកចេញជាកងកងណាហើយយើងចង់ដឹងថាតើភូមិនីមួយៗហ្នឹងពេលដែលចែកជាកងកងអាចការគិតគង់ផ្សេងៗហ្នឹងតើខាងណាជាអ្នកគិតគង់មកខាង ภูมิ1 1นั้นบ่าบ่าการกดกองในภูมิ1 1นั้นสัมภาระในក្នុងภูมิตามนางลูกเทียนโดยสิเสาก็ไอ้ๆนั้นถือแต่ตามสหการของภูมินั้นมีเกี่ยวดาลมาไปเวียนลูกเทียนบ่า chứng miền đấy tha ở pil pil thời công phu nâng tự do pi dạ co thông màu với những mùi dạng mạnh dạ co nở nở lại nát dương dương tự do máu rồi mùi dạng mạnh và pil rất dương tự tự đặt màu vì ăn phần này ấy bảo thầm mà dạ hạ ca bèn bia chẳng ຈະດັກອັງກາມາກະຖ້າໄປឲ្យປະມານກະປ້ອງນັ້ນຍິຍໍປະນັ້ນມາມີປະລາຍມີອີ່ຍໍມາຕຽນມາໃຫ້ໃຫ້ຫັກກາກາງໃບທີ່ຍໍເຕັມຫມួយໄດ້ມາຈະຫັກກາຂ້າງບົງນັ້ນທີ່ອະເຕັມຫມួយໄດ້ມາທີ່ໃຈມີເປັນນິດຈະນໍໃຈກະໄລນັ້ນລູກທຽນຢູ່ວ່າໃຈອໍຄຸນ Chúng tôi mới tiết mạnh mẽ miễn cả lực lang hơi để bẹp con nâng cả bầm mẫu thọp sầm bát vô một đạn rùm ta cả bầm mẫu thọp sầm bát vô một đạn rùm nỉ nôn ná chi nẹt bậc cả bầm mẫu thọp sầm bát autonom បាទការប្រមូលត្រាប់សម្បត្តិរួមដាក់នៅកន្លែងស៊ីនបាយនេះមេប្រធានកងគណៈប្រមូលលោកធានគាត់ថាតែព្រៀងមួយគាត់ឲ្យទុកផងបាទឆ្នាំចានប្រមូលដាក់មកទៅហាក់ការទាំងអស់ហើយយើងចង់ទុកវាទុកអីមួយគេដេញដោលគេថាឲ្យទុកទេទុកអីព្រៀងចង់ដាំបាយហូបបាយជនណាយ៉ាងទៀតបាទដឹងប៉ុណ្ណឹងលោកធាន ở cún cho pil để khi phẩm mẫu mà hỏi thấy ca chặt chay prapra cứ chặt chay từ tam con thì mùi muối rồi mùi dòng mạch của pu bán được lang tha miền con mùi con pì con bầy mình chăng và ta cứ chặt chay dòng mạch đá à thọ sầm bát để khi phẩm mẫu máu rồi muối khi phẩm mẫu tam con khi prap tam con បាទកសិនក្នុងភូមិគេប្រើទៅតាមកសិនក្នុងភូមិកងជីកបន្លាយគេមានកសិនគេដើរតាមបាទដើរតាមដាំបាយអញ្ចឹងទៅមានសម្ភារៈគេរែកតាមខ្លួនគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅលោកប្រធានបាទអរគុណពូ Chúm nói mùi tiết là lực bù bàn lực láng thà lực bù bàn tới bằng yên tờ tuôn tốc nghiến thơ mình. Nhưng chóng đăng thà bì tờ bốn ta nồn ná kết để chặt tăng lực bù tờ bằng yên thơ mình. Hay ta bằng yên sẽ chứ là
kia miên bẹp ở tha thời của nhiên à so rồi môi thời của nhiên bẹp pon côn dục bãi bà đi hoa rồi môi thời của nhiên sẽ là bạn kỳ chặt tăng nhầm ở miền kia tha mê con kia nào hàng một nhà mới nữa thì ở nhầm từ miền kia mình miền là xa phong miền là nằm về ở mưa cô phong miền về ở cao ai cô đã có lục hàng lục thiền và tập năng ông quân cũng ta miền ca bình yên mối đời tha bình yên tất mình mến ôi hai ông ca chia phục rồi mua chia mà đai ấy đai miền nhìn chân đấy đó mà bạn ăn miền pháp chẳng đấy là thiên bờ tha đai được luôn hay ông ca cái nào hàng cái này chỉ thử thờ chi thờ đại bà lai này nè bà tha ở nhầm người điên ta rồi anh cô người điên ta để xa nó người điên tam rồi phâu cái chai máu rồi thiên thằng người điên ở hào phúc hàm đái ở đây bà ở cuốn là bù khiêm châu chấm nốt mùi tiết chấm nốt nắng âm banh mình khang xã về nhà của bạn được đá nhập bẹp pon nâng thà cá banh chay bị chì chuẩn em trong nâng thà tá lục pu ai bẹp ban tiết thà cá banh chay bị chì chuẩn nâng nặng ná để chì nẹt trơ rơ banh chay nâng bạn bạn cả bạn chạy chia chân chia bay về phía những cái thằng nặng không là một thiên ở rơ và ocon phủ nặng không ở rơ ở lục bàn đăng thà tá cà rơ nắng kia rơ chia chân ná tới châu không còn muối chia chun na tiết châu lên không còn phí chia chun na tiết châu còn bấy ai tới lơ mù là hết ấy để thử chơi rừng chẳng hỏi nẹt tụi ông nóng phía là chơi rừng hỏi vì miên ca nghe khó khăn nghe chẳng mạch bà mà xong việc lục thiên thà cả chưa được rồi nhưng mà bạn sau bạn đang đây lục thiên gần kỳ phạm nhầm thà lâu phụ anh thầu từ nào còn mùi hay phụ còn mùi thầu mà đố mà còn pì bình nâng cái được việc rằng là đây lục thiên mà cần hữu chẳng tấu đào tận lục tấu nấu đôi cái nía lục thiên mà là cái thầu đô cho đô lang rằng mấy nhưng mà bạn đang đây hiện xua cái lục thiên cần là thà đầu hai chân tao còn nấu thừa cả sập luôn nữa này và quân phủ bộ ban miền bắc sa thà việt bồn nâng nhận được thừa cả kháng ban nó bỏ tràn ban lực lượng mình minh cứ thà còn mùi kì thùi càng nghe khăn hay quật tự bàn rộp bọp chân xu thà ta càng nghe khăn nâng miên nây thầm ích miên nây thà quật nhạc lươn tầm nốt rưu mùi con xên tiết nâng thơ tùn sâu thòm ở đá rưu mùi dần mạch bàn kì ôi rộp bọp hà nâng chân chân kì mà và càng khăn nâng càng ông mà đã xuống cái ỏi xuống đạp nạn nó
Khănong mà hết ta nó ở hơi mà phật nó giờ hào thật còn khăn rồi được thiền và chứng ban đây thà nơi khănong con mua cái đói con pi cái đói con bay cái đói tại đọp nhẹ mà hết ta hơi cứ khăn à bà chẳng nghe lục thiên cái hào càng của sai lục thiên bà rằng lược kỳ sùm nuôi khi nhóc ông tròn xua thà ấy tới con bị xe nâng hay con bị xe nâng kia chư rư chẳng mạch bàn chìa nó không còn mùi muối miên con bị xe bạn đây thà còn xe nó thờ cá đó khang chuyện kia tôi ở ấy có hai môn kia đó và chúng mang đi học thà còn xe chưa có hai môn kia và sân tu mới có hai môn kia đó và còn ăn xe hoàn toàn hết còn xe cái hai cái là mới còn toàn xe nó nấu tu lại và chẳng hào còn xe xin một kia và ở cuốn phủ khi ông bài tử hướng rộp bò bà hà anh tịnh thật ta rộp bò bà hà ca bì xe máy nó khi bài anh chay chẳng mấy đôi ốp bà mà thà nơi nông con mùi nông con mùi miên bà chi chân mở rối nhẹ chẳng ta nông mở rối nhẹ nó khi ai chiền co mau chẳng mấy khi bài anh chay thà nông mà nhẹ mà gặp bóng rưu mùi kì là gặp bóng rồi mùi đôi thà mà có bóng đọc nhẹ ấy chẳng bạn và cả hai hộp chọc nó cả vì món nó về đọc nãng ở tại bày cái bóng này là thiền bạn đó là nhóm ta nấu hàng ăn phần ở đây nó nắng bàn mà nặng cả là cái bóng mình bà nhóm nào khẳng chướng nó đọng đó bày phòng bà. Chứng minh này thà nơi phía là dương tự tu à hà bò hà nó kì đâm bài áo rưu mùi chìa đâm bò bò ở dưới và các nhóm nào càng bền miên năng bá đập phòng bày phòng năng đập nè và bá lục thiên đào nhóm tuần nào ăn phần riêng năng cái đàm và đàm là thầm thầu ban nào là mình ai đấy là lục thiên bà ở cún nhóm trong châu tôi chấm nốt mùi tiết khăn ông ảnh xa của bàn lực làng đá nơi chầm lao thì đập bấy làm pi ra chân là sầm pòn nó cứ và pu tha miên cái nạ không cái nạ ấy trắng cái nạ không cái nạ sọc cái nạ đầm bon hay cái phùm phì ấy trắng hay cái nạ tụng ở nó cứ kia từ tua mình chia bị khnề màu nhưng chọn đăng tha ta lục pu bạn đăng à rương tha bị chia từ tua chia tu ấy nâng tam rồi diện là na nó bán lục phụ bán như vậy bị bán nhà này và đang thà từ tua bên kia nó phở nhóm nào chật chật mì con cái đấy và thì dây phạt của nhóm đấy và thiền con cái nào bài cái này thời cả mùi cái này nó thì dây phạt của nhóm đấy nhóm đăng và nhóm bạn thực thiền con cái thành là nào thời cả bài cái bên kia thầy mò vị thân không ở thời che mò vị thân cho đọc ở thời trắng năng lượng tiền mà ở quân lục phủ đại sa pi lý khi nhom năng xua sầm nu phải chỉ pi tiết sinh nhật bị chóp
pon nung puput sasna ta mun chnam pon mun chit sapiam lupu no tinu ban ni ban luk lang tham min wat pi nu nu knong kum kum nu knong kum nè ban ai nhom chong nung tha wat pi nung min min bat song chen ni col mun chit piam ba But ang poneriy pasang taje pasang tong sam sab ang ay wat jak trom kyang maroy chieng maroy mapay ang wat jak trom mon nam jak sam jo khoi pi chnam pon dom pel mesa pon muoi chet sap yam mau ta pasang ni môn từ nà với rưu mùi lục nữ vọt nâng tế. Và sang lúc nâu công nâu vọt nâng đá lục thiên. Là khỏi đọc vì mê xa nâng mơ. Sang lúc tao sắc ác, sắc lờ giờ ác đó. Hay nâu xà màn ấn kì ôi sắc ác tiết đó. Miền nâu xa lê, nâu đọc vọt được tế. Chút nơi pil đà bà song sắc ổn chân pil đà nông phùm rưu mùi nông khó con ấy miền ca miền nạ slap miền ấy ta thờ bà song bì nàm áo dạ bạn thường miền nạn slap năng chai lục thiền cả nà miền xứ cái giờ tập pè tập đây pè chẳng cả nà slap nào pè cái cọp nào lại pè nữa cả miền giờ miền sang bạch miền sang miền ấy được cả chùm nạn dân nông công miền giống này lục thiền bạch miền sang này giờ tục giàu mà bà sông ốc cồn lụp chỉ chán hay khi ông ốc sông hay lục thiền bà cồn lần này đào pè sầm rạ ngày trăng hay âm bếp cá sầm rạ chấp bề bề này từ tỏ tơ hồn đầm mồng muối sam từ nửa tì từ xưa này sầm chơi chơi vinh nhằm bề mặt tỏ cái sầm rạ cá sầm rạ cá mình thấy ba sầm rạ cá rồi vừa đo cái sầm rạ để vừa tụt rồng chấm mẹ xã xây nè chấm đi đo xã xây rồng đi nước nằm lòng bề chụp sầm rạ ngày trăng đang ở chơi con một căn cái đo cái cam được không tụt sầm rạ cá này vinh từ nửa xưa này để vừa liềm mồng muối sam từ nửa tì có bài ăn rượu thì không khang non khuôn được khử sầm phón từ căn vừa tụt rong chăm khang cầm sa sạn mạc này nên một cọp anh nông luôn cọt từ lọp một chỗ rùm nơi khăn một tụp sạn mạc này với những đợt xiên đi hai bàn một màu muối sam sâm để tì xem lại cho xong trên cầu trường